Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và sau khi quý khách đăng ký quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube Vâng bây giờ đang là buổi chiều của ngày 28 tháng 1 năm 2021 tức là 16 âm lịch tháng chạp của năm canh Tý 2020 cơ sở đồ gỗ hình Lanh đang có mặt tại khu 2 thuộc chợ Cồn huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định chúng tôi đã có mặt từ rất sớm để bàn giao và lắp đặt một bộ hoành phi cô đối bằng chất liệu gỗ chữ dát vàng 49 cho gia đình anh Hưng anh tại chợ Cồn Hải Hậu thì chúng tôi đang có mặt trên tầng để lắp đặt bộ hoành phi câu đối vào đúng cái không gian phòng thờ cho gia đình nhà anh và bộ hoành phi câu đối này cũng được đánh giá là bộ hoành phi lắp đặt vào cái không gian phòng thờ độc lạ nhất Việt Nam mà từ trước tới nay cơ sở đã lắp rất nhiều nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này không gian diện tích rất là nhỏ vì thế mà chúng tôi đã thiết kế đó là bức hoành phi dài 1m55 chiều rộng 61 ván dài 3 phân và chạm khắc chữ Đức Lưu Quang ở phía bên trong chiếc cuốn thư quý khách mua bộ sản phẩm có thể chơi được hai trong một đó là vừa hoành phi vừa cuốn thư hoành phi tức là một bức tranh nằm ngang và bên trong có vẽ thêm một chiếc cuốn thư hai đầu thì là bút kiếm và rơi rơi ngậm đồng tiền kích thước phòng thờ nhỏ nên gia đình anh đã chọn kích thước 1 m năm và đôi câu đối là dài một m bảy rộng hai tám và dày 4 phân được treo lơ lửng trước bàn thờ bước hoành phi thì treo vào phía sâu bên trong có hai giá đỡ phía dưới rất là chắc chắn bằng kl và có bốn con vít được thiết kế rất chắc chắn để giữ cho bức hoành phi có thể treo được cái độ nghiêng đó là từ 25 tới 30 độ như trên mình các bạn đang xem và trong các video clip trước tôi đã giới thiệu rất nhiều về các cái quy trình treo lắp hoành phi cô đối và đây là bộ hoành phi cô đối tôi đang treo tại chợ Cồn huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định và tiếp theo thì cơ sở sẽ treo tiếp đến đôi cô đối và đôi cô đối được treo lơ lửng rất là khác biệt so với các cái khách hàng phổ thông thông thường được treo một cạnh ấp vào tường và còn toàn bộ còn lại là treo lơ lửng ở bên ngoài và phía trên đầu trên cũng vậy không chạm tới nóc treo thấp hơn bức hoành phi một chút và câu đối với phải đó là chạm đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh câu đối với trái đó là phúc ấm nhi tôn bách thế vinh Còn có nhiều mẫu câu đối nữa đó là Vạn Thế Hưng Và đây là toàn bộ các đồ thờ cúng trên bàn thờ Mà gia đình anh đã vận chuyển xuống để cho cơ sở lắp đặt bộ hành phi câu đối Gồm có hai lọ hoa sen và bộ đỉnh đồng ngũ sự Cũng được mua tại Ý uh, Yên Ý Yên nổi tiếng với hai làng nghề Đó là làng nghề đúc đồng tống xá và làng nghề chạm khắc gỗ, điêu khắc gỗ, cổ truyền, la xuyên thuộc xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định cơ sở đồ gỗ đồ thời lanh thì có cung cấp các cái vật liệu dát vàng cũng như cung cấp các quỳ vàng vàng ý vàng công nghiệp vàng 49 hay còn gọi vàng 24k quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua 0986 883349 chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cơ sở đồ gỗ đồ Thái lanh làm là cơ sở sản xuất trực tiếp không qua trung gian và cũng không áp đặt chạy quảng cáo Google AdSense và cũng không qua các thủ tục sale toàn bộ các cái lượt view lần xem là lượt tương tác tự nhiên tới uh, quý khách hàng để cho quý khách hàng được yên tâm. Quý khách hàng sẽ không phải chịu các cái chi phí quảng cáo cũng như uh, các cái chi phí qua trung gian các cửa hàng. Quý khách có thể mua hàng trực tiếp hoặc quý khách có thể đặt hàng online. Quý khách có thể xem kỹ các cái video của chúng tôi. Quý khách hãy chụp màn hình và gửi về Zalo cơ sở sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các bộ sản phẩm mà quý khách đang xem. Đồ gỗ Hiền Lanh cam kết làm đúng chuẩn gỗ 100%, chất liệu gỗ gụ, dát vàng 999 và toàn bộ các quy trình được phát trực tiếp trên kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lanh. Qua đây chúng tôi cũng giới thiệu luôn, anh Hưng cũng là một anh khách hàng rất là kỹ tính, anh cũng đã xem rất nhiều các cơ sở làm về hành phi câu đối và anh đã chọn cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh đặt hàng và rất là tin tưởng. Hôm nay ngày 16 âm lịch năm canh tí, cơ sở đã bàn giao và lắp đặt một bộ hoành phi câu đối với kích thước cũng là lạ và kiểu treo lắp cũng là độc lạ nhất Việt Nam mà trước đây chúng tôi cũng chưa từng gặp trường hợp nào như này. Toàn bộ các mặt chữ là rát vàng 4 con 9, nhìn trông rất là thật. Và khi vào trong tối thì ưu điểm của vàng ta đó là chúng ta chỉ cần soi lát thôi thì vàng ta nó sẽ phát quang rất là đẹp đó là điểm đặc biệt của bộ hành phi câu đối này trong video mộc tôi đã giới thiệu rồi thì hôm nay lắp đặt tôi có quay lại video clip giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng được tham khảo và chiêm ngưỡng bộ hành phi câu đối chất liệu gỗ vụ rát vàng 999 của gia đình nhà anh Hưng tại chợ Cồn Hải Hậu quý khách ở gần quý khách có thể qua khu vực chợ Cồn để xem thêm Quý khách nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Quý khách nhớ nhấn nút chuông mở thông báo để nhận các thông báo mới nhất từ kênh YouTube đồ gỗ Hiền Lanh. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.